Đợt thi đua cao điểm được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động, xác định tập trung vào những nội dung về tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu 1, vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên công đoàn, ý nghĩa đại hội đại biểu công đoàn quân khu lần thứ 9, cán bộ đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh nắm vững nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan, chủ động, linh hoạt, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ. Thời gian thi đua thực hiện trong 62 ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2023.